Mến chào quý cô chú anh chị ha. Nay tiếp tục quay lại nhà vườn Cẩm Vân có một số cây giống hôm giấy Mỹ quý cô chú anh chị, và đặc biệt có một số nguồn khác ha, muốn giao lưu tới quý cô chú anh chị em mình. Rồi chào Vân. Dạ. Nhà vườn hoa giấy Cẩm Vân xin kính chào cô chú anh chị trên kênh Phát Thái TV nha. Dạ. Hôm nay thì nhà vườn hoa giấy Cẩm Vân có một số mẫu cây giống hôm giống muốn giới thiệu với quý cô chú anh chị mình nha. Hôm nay cái thời tiết thì gió bất về rất là mạnh, gió quá cô chú chị ơi. Rồi mình lên cái mẫu đầu đi em ơi. Dạ, thì hôm nay thì con cũng xin giới thiệu với cô chú anh chị mình cái hôm giống Mỹ là cái chậu C6 nha. Cái chậu C6 của mình thì thường thì cái chậu này nè, cô chú anh chị mua về là có thể trồng trực tiếp luôn, hoặc là để thêm một cái chậu C8 nữa. Thì em có hai loại, đây là một cái chậu C6 nha, còn đây là cái chậu C8. Thì nếu mà cái chậu C6 này cô chú anh chị mua về trồng á, thì cô chú anh chị trồng lên cái chậu C8 này. Mình đôn giót ha. Đôn lên. Còn mà cô chú anh chị mua cái C8 này thì cô chú anh chị đôn lên cái C10. À. Dạ. Đây. Thì bây giờ tụi con cũng còn một số ha, tụi con cũng xin bán, tụi con cũng xin báo giá luôn, là cái giá của nó là 15.000 là con ship lẻ ha. Còn con ship sỉ số lượng từ khoảng vài trăm cây trở lên á thì sẽ có cái giá sỉ tốt cho mình nha. Cô chú anh chị liên hệ với tụi con ha. Thì tụi con cũng sẽ cho cô chú anh chị cái giá sỉ tốt để về cô chú anh chị giao luôn nha. Còn cái xe lớn bên đây là giá sao em? Dạ, còn cái xe lớn bên đây là C8 ha. C8 này thì có giá là 20k nha cô chú anh chị. Thì cái này là con nói giá lẻ thôi ha. Giá lẻ là từ 10 tới 20 chậu. Còn cô chú anh chị mình có mua sỉ khoảng vài trăm á thì cứ nói, cứ gọi điện hoặc là nhắn tin Zalo với con ha. Con sẽ báo giá sỉ cho cô chú anh chị mình luôn ha. Hoa lên rất là đẹp của cô chú anh chị. Dạ. Cây cũng đang đủ lá ha. Ít có cái C7, C6, C8 là mà nó đủ lá, đủ hoa như vậy nha cô chú anh chị mà. Và dạ. Mỗi một cái đơn hàng mình đi là tầm khoảng bao nhiêu chậu em? Dạ, một đơn hàng em đi á, đơn lẻ là khoảng 20 chậu nha cô chú anh chị. À. Dạ, là em bao ship hết luôn. Rồi, giá đã bao gồm cước phí ship. Dạ. Còn cô chú anh chị mình có nhu cầu mua nhiều á thì em cũng sẽ có xe vận chuyển tới nhà cho cô chú anh chị mình luôn, thì giá đó em cũng bao ship luôn ha. Rồi mình đi tới mã tiếp theo ha. Dạ, tiếp theo thì em cũng có một số hôm giống nha. Bữa nay gió rất là mạnh với cô chú anh chị, thổi rất là mạnh luôn, tại vì mùa đông về rồi. Cố gắng cũng gửi tới quý cô chú anh chị mình xem nguồn ha. Đây là những dạ, cái hôm giống. Chào, đây là hôm giống của nhà vườn tụi con ha. Thì tất cả hôm giống của tụi con đều trồng trong nhà kính hết, đều trồng trong nhà kính, nhà mát. Thì có mưa có nắng gì thì tụi con cũng không sợ. Thì cái hôm giống này là cái hôm giống còn mới tuổi nè. Cái hôm giống này thì chưa đi được nha, con chỉ cho cô chú anh chị mình coi thử nha. Đây, cái hôm giống này thì chưa đi, trong cái đi được ở trong kia ha. Thì tụi con ở đây á, có một cái số lượng rất là lớn luôn ha, cái số lượng rất là lớn, tức là cái nó cứ đi lên từ từ, rồi giống như là từ một cái như thế này rồi kiểu này, là lúc nào tụi em cũng cung cấp số lượng đầy đủ và rất là nhiều luôn ha, không có lúc nào không có số lượng hôm giấy Mỹ ha. Rồi bây giờ mình vô trong xem hôm giấy ta. Dạ. Dạ, đây là tiếp tục là hôm giấy ta ha. Cái khu này là cái khu giấy giống của em ha. Thì toàn bộ là đều nằm ở trong nhà kính hết ha. Không sợ mưa cũng không sợ nắng ha. Đây. Đây là cái dàn giấy Mỹ đi được rồi nè cô chú anh chị. Còn hồi nãy là nó còn non nha. Thì nói chung là tụi em cứ dài tới gì đó. Không khi nào mà ngưng. Dạ đúng rồi, không khi nào mà mình ngưng lại cái cây giống hết. Tức là ở đây là tụi em cung cấp cây giống là số lượng lớn luôn. Rất là lớn ha. Mình có cái mẫu cây giống ta không Vân? Dạ có ha. Đâu? Dạ. Cái cây trung bình để em tìm cái cây có hoa. Thì nói chung á là cái cây hôm giấy ta số lượng rất là nhiều quý cô chú anh chị em. Hôm nằm trong nhà kính nhà mát hết nha, nên cây nó rất là mượt. Sao con lấy không được? Tại vì cái nguồn rất là nhiều quý cô chú anh chị em thấy nè. Dâm hôm lên nó lên rất là mạnh ha. Đây rễ nó ra nè. Những cái hôm này về thích hợp cho quý cô chú anh chị mình tạo một cái đế ha. Đây. Thường á thì tụi con trung bình đi cây á thì
các tụi con lấy từ 2 tược trở lên. Là khi nào mà cây đủ 2 tược như thế này thì tụi con mới giao ha. Với lại cái lá nó cũng sẽ chuyển sang màu xanh như thế này. Là nó mới già. Còn như vậy thì cây nó cũng hơi non, nó đủ chi, nó đủ tược để giao, nhưng mà cây nó còn hơi non, khoảng chừng 2 tuần nữa thì cây mới đi được. Nhưng mà cây này nó chưa đi được nhưng mà rễ nó rất là nhiều luôn ha. Con tháo bào ra cho cô chú anh chị mình nhìn ha. Hôm nó rất là khỏe, rễ ra. Nói chung là cây ở đây á là toàn bộ là chừng khoảng 2 tháng trở lên thì tụi con mới cho ra. Cứ nói tiếp chứ không bao giờ mà cho cây đi sớm ha, tại vì cây đi sớm thì nó cũng sẽ không đủ chất lượng để cho mình trồng. Đây. Đây là rễ ha. Rễ rất là nhiều. Và cái dòng giấy ta này có bao nhiêu màu em? Dạ, dòng giấy ta này thì bên em á là có khoảng 3 màu lộn xộn. Thì nói chung là số lượng nó hơi nhiều, cho nên là nếu mà cô chú anh chị yêu cầu mình lựa màu thì em cũng xin phép nói luôn là em không có lựa màu được. Nhưng mà em sẽ lấy lộn xộn và đảm bảo là đủ 3 màu cho cô chú anh chị của mình ha. Dạ thì em cũng báo giá là hiện cái hôm giống giấy ta và hôm giống giấy Mỹ bên em cũng là 5.000 một bầu ha, là em báo giá lẻ. Còn hiện sỉ thì cô chú anh chị cũng cứ liên hệ, thì sỉ thì số lượng cô chú anh chị lấy càng nhiều thì giá nó sẽ càng rẻ lại, và bên con cũng bao hết các phí vận chuyển ha. Rồi. Phí vận chuyển tới nhà cho mình luôn. Thường 3 màu của giấy ta mình là những màu nào đó chứ? Dạ, 3 màu của giấy ta của mình ha, là một là đỏ nè ha, đỏ cam cam dạ, vàng ha. Dạ. Và còn một màu vàng. Còn đây là vàng của chúng mình. Màu rất là ngọt ha. Dạ. Còn cái màu trắng đó là cao bồi với cô chú anh chị, chứ không phải là giấy ta mình ha. Cao bồi thì nó có hai loại, là cao bồi trắng và cao bồi sát pháo á, là màu hồng đó cô chú anh chị. Dạ, thì mời cô chú anh chị tham quan một lượt cái vườn giấy giống của tụi con ha. Thì ở đây từ cây ghép, cây giống tụi con đều trồng ở trong nhà kính hết nha. Đây là cái tụi con mới quy trình đang dâm ha. Dạ, cái tụi con đang dâm cái mới đây, cứ làm nó cứ tới ha. Đây là cũng là giấy ta. Cây bên đây thì nó già, cây bên đây là đi được rồi nè cô chú anh chị. Đó. Cây bên đây là đi được, giấy Mỹ cũng bắt đầu đi được ha. Tược nó rất là cao luôn, coi cái tược nó nè. Thì cây cũng rất là xanh rồi tốt luôn ha. Thì hàng như thế nào thì tụi con cũng sẽ giao như cô chú anh chị như thế đó, nên cô chú anh chị mình cứ yên tâm ha, con không có giao bậy bạ đâu. Thì nói chung á là tụi con ở đây là nhà vườn, cho nên nói như thế nào là giao cây như thế đó, chứ không có phải là tụi con qua một cái lái hay là thương gì đó, cho nên là tụi con sẽ không có nói nó điêu. Đây xanh mơn luôn. Thường mấy cây giấy Mỹ với cây giấy ta mình nó rất là dễ chăm sóc. Cái hôm giống giấy Mỹ, con cho cô chú và anh chị coi cái hôm giống giấy Mỹ của con nha. Đây, đây là cái hôm thường thôi, rễ nè. Con coi cô chú anh chị coi cái rễ nè. Những cái rễ nó trầm xuống này là mình tạo đế sau này nè. Dạ. Thì cô chú anh chị mình á, mua về thì đừng có kéo bầu giống con, mà lấy cái lưỡi lam rạch ra, tét ra ha. Để tránh hạn chế cái cây nó bị bể bầu nha cô chú anh chị. Tại con làm cho cô chú anh chị mình coi thôi. Đây. Đó. Rễ đường. Đây, cái cây giống này là cái cây giống con đi được rồi nè cô chú anh chị. Khi mà dạ, mình ship là mình ship những cái loại mẫu như thế này. Dạ. Đây, rễ rất là nhiều luôn ha. Thì cái cây, cái hôm trung bình của nó là nó khoảng ngón tay giữa nha cô chú anh chị. Đó. Có cái thì cũng bự hơn, có cái thì nhỏ hơn, là tụi con ở đây là con nói cây trung bình, cái hôm trung bình thôi ha. Hôm giấy ta cũng vậy. Rồi, mình đi tiếp theo dạ, ha. Rồi, bây giờ mình ra con giới thiệu cái chậu C10 ha, giấy ta C10 cho cô chú anh chị mình xem ha. Và tiếp theo thì em có một cái số khoảng chừng, một cái số lượng chừng 100 chậu thôi, là giấy ta của mình ha, mà cái chậu C11. Nhưng mà cái này đặc biệt, cái nó là cái gốc giấy thường, chứ không phải là cái hôm nha cô chú anh chị. Nhiều khi cái hôm thì nó rất là nhỏ. Đây, cái này là nó là gốc luôn ha. Là cái này cô chú anh chị mình về là trồng là nó sẽ thành phẩm luôn, nó có rễ luôn ha, chứ không phải là cái hôm giống nha cô chú anh chị. Cái này là cái gốc giấy thường của mình luôn, nguyên thủy luôn ha. Đây, em có khoảng 100 chậu ha. Màu rất là ngọt với cô chú anh chị em. Dạ. Thì cái này cũng là giấy ta ha.
Cái này em cũng có đủ 3 màu ha cô chú anh chị. Nhưng mà em còn có số lượng là 100 chậu thôi. Cho nên cái này thì đặc biệt em chỉ đi sỉ ha, em không đi lẻ. Nên cô chú anh chị mình có nhu cầu thì liên hệ với em. Em sẽ báo giá sỉ cho cô chú anh chị mình trên Zalo hoặc là gọi điện thoại trực tiếp thì cho nó dễ ha. Tại vì nhiều khi số lượng nó thay đổi theo giá và ít nhiều vụ. Dạ, cho nên cô chú anh chị em thông cảm ha. Đặc biệt cái này là làm kiểu giống như tum quý cô chú anh chị này. Dạ. Thích hợp cho mình để mình leo vàng hoặc là mình làm hàng rào ha. Dạ, đây. Nó như lồng đèn vậy. Gốc rất là to rồi. Chứ không phải như kiểu hôm đâu quý cô chú anh chị. Đây. Nó rất là to luôn. Cái hôm thì giá nó sẽ rẻ hơn, nhưng mà cái hôm thì nó sẽ không đẹp như cái này ha, nó không cứng cây như vậy nha cô chú anh chị mà. Này, với cô chú anh chị lưu ý này là chậu C11 ha, chứ không phải là C10. Dạ, C11 thì đó. Hiện em chỉ còn số lượng là 100 chậu thôi. Khoảng 100 chậu ha. Cô chú anh chị mà có nhu cầu lấy hết thì cũng cứ gọi cho em sẽ có giá tốt cho mình thì giao luôn nha. Rồi. Dạ. Dạ, thì tiếp theo á, thì con cũng có một số cây ghép cẩm thạch, cây ghép ngũ sắc. Thì vườn này của tụi con thì cây nó hơi nhỏ, cho nên là tụi con cũng sẽ có một cái clip này để mà thanh lý hết tất cả những cái cây ở có ở đây ha. Thì con thanh lý thì giá nó sẽ rất là rẻ, nên cô chú anh chị mình có thể ủng hộ cho con ha. Dạ. Ví dụ ha, ví dụ thì con có cái chậu cẩm thạch này thì con thì nói chung á thì nó cũng có một số là gốc Mỹ, một số là gốc thường, nhưng mà được cái cẩm thạch này thì cái tán nó đẹp với lại dáng nó cũng mini, nó cũng rất là dễ bán. Thì dao động cái chậu này thì khoảng là 150k một chậu, thì khoảng là 300.000 cho một cặp ha. Mà con thì con cũng xin lưu ý với cô chú là cái vàng này thì con chỉ đi sỉ thôi. Thì cô chú anh chị có ý mua thì khoảng từ 5 chậu, 10 chậu thì con mới ship được ha. Chứ ship lẻ thì con ship không nổi, tại vì ship lẻ cái tiền ship nó cao lắm. Tiền đóng khung ha. Dạ, cái phí ship nó cao thì tụi con sẽ bị lỗ rất là nhiều. Cho nên nếu mà cô chú anh chị mình có nhu cầu á thì có thể mua sỉ ha. Còn em lấy cái chậu đó dở lên thì mình này. Cái mẫu cây nó lên rất là mượt quý cô chú anh chị. Cái form tàn nó tròn ha. Cây trong đó đúng rồi. Có những cái cây thì nó cao, cũng có những cái cây cái form. Dạ. Tùy theo form cái tàn. Cái này đó. Nói chung á là nó rất là rộ hoa luôn, cái tàn nó cũng rất là đẹp. Nó cũng là tím đậm luôn á, cẩm thạch tím đậm. Cũng có một số cẩm thạch tím tím. Dạ. Thì tại vì do cái số lượng cây của vườn con nó hơi nhiều á, thì cho nên con cũng thanh lý bớt những cái số cây nhỏ này để đưa cái số cây mới về, cho nên con mới ra cái giá này. Chứ thường thì cô chú anh chị mình không mua được cái chậu này mà cái giá 150 đâu ha cô chú anh chị. Dạ, thì bên đây là cái cũng là gốc Mỹ mà ghép giấy Thái ha, nhưng mà con cũng nói trước thì cái dạng bên đây thì nó khoảng từ 3 tới 4 màu, chứ nó không có 5 màu là nó bị rớt màu đó cô chú anh chị mình. Thì con cũng nói trước ha. Thì bên đây thì con cũng đi sỉ ha. Cô chú mình anh chị mình mua thì con sẽ gửi xe ha. Còn cái phí vận chuyển thì ví dụ mà nó cao quá thì con cũng xin cô chú anh chị mình tiếp con. Đây quý cô anh chị, form tàn thì nói chung. Dạ. Ok ha, lên hoa. Thì nó bút bông nha, nó bút bông rất là nhiều. Rồi, ví dụ cái cây này mà đi sỉ thì con cũng đi cho mình là 180.000 một chậu thôi nha cô chú anh chị. Giá sỉ ha. Đây. Thì nói chung là nó tàn gốc đồ nó đầy đủ, nó rất là đẹp ha. Hoa rất là đẹp, chỉ có là nó bị rớt màu thôi. Nó không đủ 5 màu nha. Mình đi ra đây mà một số cẩm thạch lá. Còn đây là cẩm thạch lá lớn. Cẩm thạch lá lớn là nó có màu đỏ. Cái này là màu hồng. Màu đỏ, đỏ thành hồng á. Còn cái này là màu cam. Cái lá nhìn lá ha. Dạ, màu cam. Đây cũng màu cam. Gốc cũng gốc với Mỹ với cô chú chị, cũng có một số tại vì vườn nói chung là đa dạng nha. Đa. Dạ. Dạng kiểu ha. Đây, cái gốc Mỹ nè, gốc Mỹ rất là đẹp ha. Tùy theo quý cô chú anh chị mình ha. Lựa. Dạ. Chọn. Thì nó cũng đa dạng ha. Thì con cũng nói trước luôn thì tại vì là do vườn đang thanh lý cho nên thì cây nó sẽ không có xuất sắc lắm, thì con cũng nói trước. Thì nói chung với cô chú anh chị là tiền nào của nấy. Giá rất là mềm mà ha. Dạ, thì cô chú anh chị có nhu cầu á, thì liên hệ qua Zalo của tụi con, số điện thoại của tụi con nha. Dạ, con số điện thoại của con là 0388 494 703. Thì cô chú mình có nhu cầu lấy về để mà bán Tết với giá rẻ thì cô chú anh chị mình cứ liên hệ với con ha. Con sẽ cho cô chú anh chị mình cái giá tốt nhất nha.
Thì ngoài ra bên con vẫn còn những cái mặt hàng giống như là những cái cây vip, những cái cây đẹp, những cái gốc to, gốc đẹp. Tất nhiên thì tụi con vẫn còn hen. Thì hôm nào có dịp tụi con sẽ dẫn cô chú anh chị mình tham quan cái vườn gốc vip của tụi con đẹp hơn. Còn hôm nay thì con chỉ giới thiệu sơ lược cái vườn thanh lý này của tụi con thôi. Dạ, thì con cũng xin cảm ơn cô chú anh chị mình đã xem clip nãy giờ. Con cũng rất mong được sự ủng hộ của cô chú anh chị trong cái clip hôm nay. Dạ, con xin cảm ơn, xin chào. Rồi, xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã dành thời gian quan tâm theo dõi clip ha. Lô này thanh lý hôm nay thì quý cô chú anh chị mình cần nguồn thì cứ liên hệ và hỗ trợ qua số Zalo của Cẩm Vân trên màn hình nha quý cô chú anh chị em. Thay vì chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị vào clip tiếp theo nha.